Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với những tin tức nóng hổi nhất trên kênh Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Hôm qua, bất ngờ quân đội của Triều Tiên khai súng khiến cho binh lính và xe tăng của Trung Quốc chạy toán loạn ở biên giới Bình Nhưỡng. Thưa quý vị, theo thông tin mới nhất từ Bộ Quốc phòng của Triều Tiên cho biết, vào lúc 22 giờ đêm ngày hôm qua, quân đội của Bình Nhưỡng đã cho nổ súng bắn đạn thật gần biên giới của Trung Triều làm cho 1.200 binh lính và 36 xe bọc thép của phía Bắc Kinh chạy toán loạn. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do phía chính quyền của ông Tập Cận Bình gây ra khi mà phía Trung Quốc đã lợi dụng tình hình nhà lãnh đạo ông Kim Jong-un phải điều trị. Phía Bắc Kinh đã bí mật điều rất nhiều xe tăng và pháo cao xạ cùng 1.500 quân lính tràn sang biên giới của Bắc Triều Tiên, hòng đánh úp để chiếm đóng một phần lãnh thổ của đất nước của ông Kim Jong-un. Tuy nhiên, quân đội của Bình Nhưỡng quá cảnh giác khi phát hiện ra phía Trung Quốc đem quân sang chiếm đóng. Lập tức, Bộ Quốc phòng của Bình Nhưỡng đã phát lệnh cho quân đội của nước này điều gấp 6.000 binh lính và mang ra rất nhiều vũ khí khí tài hiện đại, trong đó không thể thiếu một loại vũ khí mạnh nhất của Triều Tiên, đó chính là các tên lửa đạn đạo và tên lửa xuyên lục địa. Theo một nguồn tin thân cận tiết lộ rằng, vào đêm ngày hôm đó, quân đội của Bắc Triều Tiên đã cho bắn đạn thật để phát lệnh cho một cuộc đối đầu khủng khiếp với phía Trung Quốc ở khu vực biên giới giữa Trung Triều, nhưng phía Bắc Kinh không có một sự phản kháng nào hết khi thấy quân đội của Triều Tiên nổ súng mà phía Bắc Kinh đã cho toàn bộ quân lính và xe tăng tháo chạy toán loạn để thoát thân. Vì vậy, một cuộc đụng độ ngày hôm qua không có một thương vong nào xảy ra, mặc dù tiếng súng đã nổ. Thưa quý vị, nghe tới đây, chắc chắn sẽ có nhiều quý vị và các bạn đặt ra câu hỏi thắc mắc rằng tại sao trong những ngày vừa qua, truyền thông trên toàn thế giới liên tục đưa tin về tình hình sức khỏe của ông Kim Jong-un, người đứng đầu đất nước Bắc Triều Tiên, đang có vẻ như không được tốt, nhưng phía Trung Quốc lại vẫn đem quân đi xâm chiếm và tại sao phía Bắc Kinh lại cho quân lính và xe tăng tháo chạy toán loạn mà không có một màn đáp trả đối đầu nào với cả Bình Nhưỡng? Thì xin thưa với quý vị rằng do nắm bắt được tình hình nội bộ của Triều Tiên, phía Trung Quốc đã lợi dụng cơ hội này để đem quân sang xâm chiếm một phần lãnh thổ ở biên giới Trung Triều. Tuy nhiên, không có sự lãnh đạo của ông Kim Jong-un, người đứng đầu của đất nước tên lửa này, Bình Nhưỡng vẫn cho quân đội trực chiến 24/24 giờ, bởi vì họ hiểu được rằng Trung Quốc là một nước mà luôn muốn lợi dụng tình hình trong khu vực để đi gây hấn, bắt nạt, xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải của các nước láng giềng xung quanh mình. Cho nên quân đội của Bình Nhưỡng luôn có mức cảnh giác cao độ cao nhất và sự vụ ngày hôm qua là một minh chứng xác thực cho điều đó. Thưa quý vị, trong những ngày vừa qua, truyền thông trên toàn thế giới đề cập rất nhiều tới sức khỏe của ông Kim Jong-un. Nhưng hiện tại thì chưa có một thông tin nào chính xác cho thấy rằng sức khỏe của ông đang trầm trọng. Có một bài báo của Nhật Bản hay Hàn Quốc cũng như của Trung Quốc nói rằng sức khỏe của ông Kim Jong-un, người lãnh đạo tối cao của đất nước Triều Tiên, đang có vấn đề nghiêm trọng. Nhưng Tổng thống Mỹ, khi ông Joe Biden, người được cho là bạn thân của ông Kim Jong-un mới đây, đã lên tiếng nói rằng bạn tôi vẫn có một sức khỏe bình thường. Tuy nhiên, sức khỏe tình hình hiện tại của ông Kim Jong-un như thế nào thì chúng ta sẽ được rõ sau phần cuối của bài ngày hôm nay. Còn quay trở lại với việc Trung Quốc lợi dụng tình hình để đem quân đi xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải ở biên giới Trung Triều là một tội ác không thể nào mà chối cãi được. Các nước trong khu vực đồng loạt lên tiếng phản đối chính phủ của Bắc Kinh. Tất cả các nước như Mỹ, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Ấn Độ, kể cả là Nga, trong thời gian qua đã liên tục cảnh báo và lên án phía Trung Quốc khi cho rằng chính quyền của ông Tập Cận Bình quá lộng hành, quá coi thường luật pháp quốc tế khi liên tục đưa tàu thuyền đi xâm phạm vào vùng lãnh hải, lãnh thổ của các nước trong khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chính quyền của ông Tập Cận Bình luôn tỏ ra là hai mặt. Các nhà quan sát bóc mẽ rằng chính phủ Trung Quốc một mặt tỏ ra rất quan tâm tới tình hình sức khỏe hiện tại của ông Kim Jong-un, nhưng mặt khác, chính phủ của Bắc Kinh vẫn muốn lợi dụng tình hình này để đem quân đi xâm chiếm một phần lãnh thổ ở biên giới Trung Triều. Bằng chứng là việc vào ngày hôm kia, truyền thông của Hàn Quốc cho biết chính quyền của ông Tập Cận Bình đang rất lo sợ cho ông Kim Jong-un. Tờ báo Hàn Quốc nói rằng Trung Quốc lòng như lửa đốt khi có những thông tin đồn đoán rằng sức khỏe của người đứng đầu Triều Tiên, ông Kim, đang gặp vấn đề trầm trọng. Chính vì điều này mà chính phủ Trung Quốc đã điều một đoàn nhân viên y tế cấp cao để tới thủ đô Bình Nhưỡng giúp đỡ cho ông Kim Jong-un. Nhưng phía Triều Tiên không nhận sự giúp đỡ từ phía Trung Quốc.
bởi vì họ lo ngại âm mưu của Trung Quốc trong vấn đề này là rất lớn. Thưa quý vị, hôm qua, tờ báo Tokyo của Nhật Bản có một bài viết như sau: Sức khỏe lãnh đạo Triều Tiên, ông Kim Jong-un và cục diện ở Đông Bắc Á. Tờ báo của Nhật nói rằng nếu ông Kim Jong-un có vấn đề không ổn về mặt sức khỏe thì nó sẽ tiềm ẩn gây bất ổn cho khu vực Đông Bắc Á này. Tờ báo của Nhật Bản cho biết trong những ngày vừa qua, dư luận trên toàn thế giới không khỏi xôn xao về sức khỏe của lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên, ông Kim Jong-un, nhất là khi lãnh đạo ông Kim bị cho là vắng mặt trong lễ mừng sinh nhật của ông nội mình với Triều Tiên. Đó là một sự kiện cực kỳ quan trọng và gần như không thể vắng mặt lãnh đạo cấp cao nào. Trong cả bối cảnh đó, nếu ông Kim có vấn đề về sức khỏe thì các nước đặc biệt quan tâm là ai đang nắm quyền kiểm soát quân đội và kho hạt nhân của Bình Nhưỡng, vốn nó đang có những ảnh hưởng rất lớn tới tình hình chính trị trên toàn thế giới nói chung và tình hình Đông Bắc Á nói riêng. Bởi đơn giản là nếu như bán đảo của Triều Tiên bỗng nhiên căng thẳng thì Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Trung Quốc có thể sẽ không biết sẽ trao đổi với ai để giải quyết vấn đề này. Thêm vào đó, còn một nỗi lo khác đó chính là Mỹ và các nước ở khu vực Đông Bắc Á sẽ phải đối mặt. Nếu như ông Kim có vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe thì liệu có xảy ra tình trạng tranh giành quyền lực nội bộ hay không? Và tất nhiên, nếu Triều Tiên có biến động lớn thì hàng loạt các vấn đề đặt ra mà nổi cộm nhất là phát sinh dòng người rời khỏi nước này. Thưa quý vị, theo hãng tin CNN của Mỹ cho biết, Mỹ hiện đang theo dõi sát sao thông tin nói rằng Chủ tịch Triều Tiên ông Kim Jong-un đang nguy kịch sau một cuộc phẫu thuật kéo dài. Cụ thể, đài CNN của Mỹ dẫn thông tin từ một quan chức của Mỹ giấu tên, được miêu tả là người có hiểu biết trực tiếp về những thông tin và khẳng định rằng ông Kim Jong-un đang gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, hãng tin Reuters cùng ngày đã dẫn nguồn tin của Hàn Quốc cũng như Trung Quốc, Nhật Bản bác bỏ thông tin này. Theo đó, hãng tin Reuters dẫn hai nguồn tin từ chính phủ Hàn Quốc khẳng định ông Kim Jong-un không bị bệnh nặng. Lời khẳng định này liên quan tới các thông tin mà ông đã trải qua một cuộc phẫu thuật tim. Theo hãng tin CNN cho biết, ông Kim được cho là đã vắng mặt trong lễ kỷ niệm ngày sinh của ông nội cố lãnh tụ Kim Nhật Thành vào ngày 15 tháng 8. Lần cuối cùng ông xuất hiện trước công chúng là tại một cuộc họp chính phủ vào 4 ngày trước đó, tức là ngày 11 tháng 8. Ngày 15 tháng 8 là ngày rất quan trọng của đất nước Triều Tiên và ngày này đã trôi qua mà không có sự xuất hiện nào của ông Kim Jong-un. Điều đó nói lên rằng ông Kim đang bị bệnh hoặc đang đi đâu đó và nguyên nhân ông đang làm gì. Ông đang ở đâu? Bây giờ vẫn là một câu hỏi lớn mà chưa có một câu trả lời nào chính xác nhất. Tuy nhiên, các nhà quan sát cho rằng trên thực tế, các nhà lãnh đạo của Triều Tiên như ông Kim Jong-un không xuất hiện hay có xuất hiện chính thức vào một lễ kỷ niệm nào đó trong quá khứ thì đó vẫn là chuyện bình thường. Nhưng hãng CNN của Mỹ cho biết cũng đã liên lạc với Cục Tình báo Trung ương và Bộ Ngoại giao của Mỹ cũng như phía Hàn Quốc, Nhật Bản. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại thì vẫn chưa có thông tin nào phản hồi từ các cơ quan nêu trên. Trong khi đó, các chuyên gia nghiên cứu về Triều Tiên đưa ra rất nhiều các thông tin mâu thuẫn với nhau. Thưa quý vị, như vậy, tính tới thời điểm hiện tại thì rất nhiều thông tin báo chí trên toàn thế giới cũng như là lãnh đạo các nước đều tò mò đặt ra câu hỏi rằng ông Kim Jong-un hiện đang ở đâu và đang làm gì mà để cho truyền thông săn lùng đến như vậy. Xin thưa với quý vị rằng, ông Kim Jong-un tiếp tục không xuất hiện trong ngày Triều Tiên kỷ niệm 80 năm ngày thành lập quân đội. Giữa lúc nổi lên một số tin đồn về sức khỏe của ông, đó là thông tin mà một tờ báo của Nhật Bản cho biết. Tờ báo của Nhật Bản còn cho biết thêm, sau khi vắng mặt trong ngày sinh nhật cố nhà lãnh đạo lập quốc ông Kim Nhật Thành, nhà lãnh đạo đương nhiệm ông Kim Jong-un tiếp tục không xuất hiện trong ngày thành lập quân đội của Triều Tiên hôm kia 25 tháng 8. Sự vắng mặt liên tiếp của ông Kim tại các sự kiện lớn hàng đầu của Bắc Triều Tiên đồn thổi rằng ông đang có vấn đề về sức khỏe. Còn theo truyền thông và nhà nước Triều Tiên hôm kia ngày 25 tháng 8, tập trung đưa tin về lễ kỷ niệm lần thứ 88 ngày thành lập quân đội của nước này. Hãng thông tấn xã Trung ương của Triều Tiên KCNA năm nay viết về lịch sử của quân đội Triều Tiên cũng như vai trò của nhà lập quốc ông Kim Nhật Thành, tức là ông nội của ông Kim Jong-un trong thời gian Triều Tiên nằm dưới sự cai trị của đế quốc Nhật Bản. Theo hãng tin AP cho biết, thì từ ngày 11 tháng 8 tới ngày hôm qua, 26 tháng 8, tức là 2 tuần không có một hình ảnh nào đại diện của ông Kim Jong-un được công bố trên truyền thông truyền hình của nhà nước Triều Tiên. Ngày thành lập quân đội là một trong những ngày lễ kỷ niệm quan trọng và lớn nhất đất nước của Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, ông Kim Jong-un lại vắng mặt. Như vậy, chỉ trong vòng 2 tuần vừa qua, ngày sinh nhật ông nội ông Kim và ngày thành lập quân đội, một trong hai ngày quan trọng bậc nhất của đất nước tên lửa này, nhưng không có xuất hiện của ông Kim.
Điều đó nói lên rằng sức khỏe của ông Kim không được tốt và ông đang phải nhập viện. Tuy nhiên, hãng truyền thông của Triều Tiên thì chưa đưa ra một thông tin chính thức nào cho truyền thông thế giới biết về sức khỏe của ông Kim, và đó vẫn là một bí mật và bí hiểm. Hàn Quốc sau đó cho biết Triều Tiên đã tiến hành một cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm ngắn trong ngày 14 tháng 8, một phần trong kế hoạch hoạt động kỷ niệm ngày sinh cố lãnh đạo ông Kim Nhật Thành. Tuy nhiên, trái với mọi năm, ông Kim Jong-un năm nay không trực tiếp quan sát vụ phóng tên lửa trên. Thưa quý vị, vậy cuối cùng câu hỏi đặt ra là ông Kim đang ở đâu và đang làm gì mà vẫn chưa xuất hiện? Thì theo tờ báo Daily NK, tờ báo chuyên quan sát nghiên cứu tình hình của Triều Tiên cho biết sức khỏe của ông Kim Jong-un ngày càng xấu đi trong những tháng gần đây do hút thuốc quá nhiều, ông ta bị béo phì cũng như làm việc quá độ. Theo tôi biết thì ông ấy vật lộn với nhiều vấn đề về bệnh tim mạch. Từ tháng 8 năm 2009, tình hình ngày càng xấu đi sau khi nhiều lần thăm núi thiêng ở Petu. Tờ báo Daily NK trích dẫn lời một nguồn tin giấu tên cho biết như vậy. Tờ báo Daily NK còn cho biết ông Kim Jong-un đã nhập viện từ hôm 12 tháng 8. Vào ngày hôm kia 25 tháng 8, chuyên gia giám sát tình hình của Triều Tiên cho biết những hình ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy một đoàn tàu đặc biệt nhiều khả năng thuộc về nhà lãnh đạo. Ông Kim Jong-un đã xuất hiện tại một thị trấn nơi có khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Busan hôm ngày 23 tháng 8. Đây được cho là địa điểm nghỉ dưỡng yêu thích của nhà lãnh đạo ông Kim Jong-un. Đáng chú ý, quãng đường từ Kunga tới Busan chỉ mất khoảng 50 km đường bộ. Nhưng theo các nhà quan sát cho biết rằng, việc ông Kim Jong-un bất ngờ vắng mặt thời gian vừa qua thực tế không phải là lần đầu tiên xảy ra. Vào tháng 9 năm 2014, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã có một tháng bất ngờ vắng mặt. Khi đó, truyền thông quốc tế cũng đã đặt ra nhiều câu hỏi về khả năng ông Kim gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Tuy nhiên, vào tháng 10 năm 2014, tức là sau một tháng, truyền thông của nhà nước Triều Tiên đã đăng tải hình ảnh của ông Kim Jong-un. Thưa quý vị, vào ngày 23 tháng 8, đích thân Tổng thống Mỹ, ông Joe Biden đã nói với truyền thông của Mỹ rằng lãnh đạo ông Kim Jong-un trong tình trạng nguy hiểm sau khi phẫu thuật tim là hoàn toàn sai sự thật. Ông Biden đã chính thức chỉ trích hãng tin CNN của Mỹ. Một nguồn tin Hàn Quốc hôm kia ngày 24 tháng 8 cho rằng ông Kim có khả năng sẽ sớm xuất hiện. Thưa quý vị, như vậy, tính tới thời điểm hiện tại, tình hình sức khỏe của ông Kim như thế nào vẫn là một câu hỏi lớn. Có rất nhiều câu hỏi, phải nói rằng ông đang làm gì mà ông đang ở đâu thì hiện tại vẫn chưa có câu trả lời chính xác nhất. Và tất cả các tin tức liên quan tới tình hình trên, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật cho quý vị và các bản tin kế tiếp khi có thông tin chính xác nhất. Còn chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin phép để tạm dừng tại đây. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.